Đây là hai cái cây massage đầu ngày hôm qua mình đi hội chợ mình mua được. Thì hai cái sản phẩm này á, giá của nó cũng rẻ thôi, cũng không có mắc gì nhiều. Hai loại này á thì nó khác nhau, nó khác nhau về chất liệu. Cái ở phía bên đây á, là nhựa, còn ở phía bên đây đó là kim loại, với lại cái độ dày nữa. Cái này nó rất là mỏng, còn cái này thì nó hơi dày. Về giá của nó thì nó cũng rẻ thôi. Cái này mình mua khoảng 30 nghìn. Cái này 15k. Tuy là nếu như mà mình mua trên Shopee này kia chỉ có khoảng 5-7 nghìn hoặc là 10 nghìn vậy thôi. Nhưng mà do là có hội chợ nên là sẵn mình mua luôn. Mỗi cây như thế này á, thì mỗi loại như vậy á, mình sẽ có là 12 cái vòi. Người ta kêu đây là cái massage đầu vòi bạch tuộc, bởi vì nó có những cái cọng le, những cái cọng như vậy nè, giống như là những cái vòi của con bạch tuộc á. Thì hai cái là nó đều có 12 vòi. Cái này á thì nó sẽ có 6 vòi nhỏ, 6 vòi ngắn với lại 6 vòi dài nè. Vòi ngắn với lại vòi dài. Sẽ đi qua chi tiết từng cái. Cái thứ nhất á là cái bự. Cái bự này thì nó được làm bằng nhựa, và ở phía trên đây thì nó có một cái viên bi nữa. Viên bi này lăn để cho mình massage. Thì ở những cái đầu, ở những cái vòi này nè, nó sẽ có một cái viên bi. Nó sẽ có một cái viên bi khi mà mình lăn lên trên đầu á, thì những cái viên bi này nó sẽ lăn, nó sẽ massage. Nó sẽ massage, tuy là nó sẽ không có phê bằng cái này, nhưng mà cái này thì cũng ổn nếu như mà mình bị ngứa đầu hoặc là mình cần có một cái áp lực mạnh lên trên da đầu á, thì mình có thể sử dụng cái này được. Ở phía bên trong thì nó sẽ có, nó khứa như thế này nè, nó khứa ra như thế này, thì mỗi khứa là sẽ có 3 que đó, mỗi sẽ có 3 cái vòi, thì 4 khứa là 12 cái. Cái viên bi này, cái này á, mình thật sự ra mình cũng không thích cái viên bi này cho lắm, bởi vì nếu như mà mình sử dụng cái này á sử dụng được rồi, còn cái này á, mình cũng không biết phải giống như nó massage như thế nào, bởi vì không có thế để cầm nắm, thật sự luôn á, không có thế để cầm nắm. Nếu mà thọt tay vô như vậy á, cũng không được, bởi vì những cái ngấn này á, nó ép vô trong tay á, rất là khó chịu và rất là đau. Nếu mà cầm như vậy á, thì cái này nó quá ngắn, mình không thể nào mình cầm để mình massage được đó, nên mình cũng không biết nó thiết kế cái này làm gì nữa, nhưng mình là thiết kế cho có vậy á. Về cái cảm giác massage thì cái này cũng ổn, nó đem lại cái cảm giác đã đầu. Nếu như mà mình bị ngứa đầu á, thay vì mình gãi bàn tay, mình cũng có thể cái này. Và đồng thời thì cái này á, nó sẽ giúp cho mình massage da đầu. Nếu như mà mình bị rụng tóc mà mình muốn kích thích mọc tóc á, thì mình nghĩ là xài cái bằng nhựa này á, nó sẽ tốt hơn. Bởi vì cái áp lực á, nó lên trên cái da đầu của mình á, nó nhiều hơn là cái này. Cái này giống như là nó tạo ra một cái cảm giác ngứa ngứa ê ê thôi. Nó nếu như mà mình muốn massage da đầu á, đã thì mình sẽ mua cái này. Khi mà mình ấy lên trên đầu của mình á, những cái viên bi này thì nó sẽ lăn, nó sẽ lăn này, nó sẽ massage cái vùng da đầu của mình, giúp cho máu nó lưu thông tốt hơn. Và khi mà máu lưu thông tốt hơn thì tóc của mình á, cái khả năng mà mọc lại nó sẽ cao hơn, hoặc là những cái tóc mà nó đang còn á, thì nó sẽ phát triển khỏe mạnh hơn. Còn về cái này thì nó cực kỳ nhẹ luôn, nó rất là nhẹ, nhẹ hơn cái này nhiều. Cái này rất là nặng nha, còn cái này á, thì nó rất là nhẹ. Nó cũng có 12 cái tua, 12 cái tua này, 6 tua ngắn và 6 tua dài. Và trên mỗi cái tua thì họ có bắn keo nè, họ bắn keo rồi họ gắn một cái viên gì lên đó, giống như cái viên này cũng như là cái viên massage. Nó không có xoay được gì hết, bởi vì bắn keo, cái viên này đã được bắn keo cố định rồi, nên là khi mà mình sử dụng á, mình ấy lên trên đầu của mình á, thì những cái viên này nè, nó sẽ làm cho kích thích những cái dây thần kinh ở trên đầu của mình á, và cái cảm giác nói chung á, phê thì cũng không phải gọi là phê đâu, mà nó thiên về nhột với lại ngứa nhiều hơn đó. Mình sẽ có một cái cảm giác rất là rùng mình khi mà mình sử dụng cái này. Cái cán của nó thì có một cái viên gỗ ở đây, đương nhiên là về cái giá rẻ nên là không thể nào mà đòi hỏi cái độ chi tiết hoàn hảo được. Cái viên này thấy nó bị cong cong nữa không đó, nó bị cong cong. Cái viên này là cái viên gỗ, mình cũng không biết cái viên gỗ này để làm gì luôn đó. Còn cái này là nó giống như là những cái cọng kẽm ra thôi đó, khi mà mình sử dụng nè rất là nhột luôn á.
Cái này mình để lên trên tay của mình như vậy nè, nhột cực kỳ luôn, rất là nhột. Nên là khi mà ấy lên trên đầu á, da cái phần da đầu nó rất là nhạy cảm, nên là đương nhiên nó sẽ nhột hơn rất nhiều rồi. Còn nếu như mà mình lấy cái này lên trên da, nó không có cảm giác gì đó, nó không có cảm giác gì đó. Còn khi mà mình lăn á, da giống như mình lăn như vậy đi, nó mình lăn như vậy thì những cái viên bi á thì nó sẽ lăn, nó lăn trên da đầu của mình, nó massage da đầu của mình thôi. Nếu như mà định nghĩa về cái massage da đầu á thì cái này nó đúng hơn. Còn cái này thì nó cho một cái cảm giác rất là nhột và ngứa, nhột ngứa, nên là mình sẽ nổi da gà này kia lên, thì người ta gọi đó là cái cảm giác phê, mà thật sự không phải phê, mà nó vừa ngột vừa nhột vừa ngứa thôi. Cái này mới gọi là massage da đầu nè anh. Nếu như mà muốn cứ thấy mọc tóc á, hoặc là muốn massage da đầu á, massage da đầu mà đúng nghĩa đen luôn á, thì mình nên mua cái này. Còn nếu mà muốn có một cái gì cảm giác rất là lạ, một cái cảm giác rùng mình nổi da gà này nọ đó, thì mình nên mua cái này đó. Hai cái này thì cấu tạo nó khác nhau, cái này thì nó rất là mỏng, những cái sợi này nó mỏng cực kỳ luôn, còn một cái tua của cái này thì nó rất là bự. Do là cái tua bự nên là nó sẽ gắn những cái viên bi lên đây đó, những cái viên bi này. Cái này thì nếu như mà mình muốn vệ sinh á, mình rửa xong á thì mình phải lau cho nó khô, do là những cái viên bi này á lâu ngày á nó sẽ bị sét, mà nó bị rỉ sét á thì cái khả năng lăn của nó không còn nữa đó, cái khả năng lăn của nó không còn, nên tốt nhất là mình giữ nó khô ráo. Còn cái này cũng vậy, cái này thì nếu như mà mình ngâm nước hoài á thì nó cũng sẽ có hiện tượng nó sẽ bị rỉ sét theo thời gian.